Đây là một cái đồng hồ đeo tay của quân đội Thụy Sĩ, Swiss Army, do hãng Victorinox sản xuất. Một cái đồng hồ đeo tay rất là đẹp của quân đội Thụy Sĩ. Đây là cái mẫu đồng hồ quạt dùng pin. Đồng hồ có kích thước mặt là 40 mm. Được sản xuất tại Thụy Sĩ, Swiss May, do hãng Victorinox sản xuất. Dây thì được làm bằng nhựa silicon màu rằn ri kiểu quân đội. Đồng hồ này thì mới chưa bao giờ sử dụng, còn nguyên tem đựng trong hộp. Tuy nhiên là cái đồng hồ này vừa rồi thì được thay pin mới, cho nên là có một vài vết cái chày xước ở phía sau đáy của đồng hồ. Chúng ta có thể thấy những cái vết chày xước mỏng ở đây do quá trình thay pin mới của cái đồng hồ này. Độ chịu nước của đồng hồ này là 100 m. Một cái đồng hồ rất là đẹp, kiểu dáng quân đội rất là đẹp. Để mua sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào website của mình tại AJ Brothers Việt Nam. Địa chỉ website là www.az.com.vn hoặc là www.azhangmy.com. Đây là những cái website chuyên bán hàng xách tay từ Mỹ cũng như là cung cấp dịch vụ mua hộ hàng từ Mỹ. Do đó mua hàng tại đây thì các bạn có thể yên tâm về chất lượng, giá cả cũng như là nguồn gốc của sản phẩm.